Chiều ngày 27 tháng 4, ông Võ Văn Triệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thiếu tá Nguyễn Chí Nguyện, phó trưởng công an xã bị tai nạn, mất tích khi đang đi tuần tra trên sông Bảy Háp. Trước đó, tối ngày 26 tháng 4, thiếu tá Nguyễn Chí Nguyện cùng Trung úy Đỗ Hoàng Quyết chạy xuồng máy tuần tra trên sông Bảy Háp để chống nạn khai thác thủy sản bằng điện. Đến 1 giờ ngày 27 tháng 4, khi tới đoạn ngã ba sông Bảy Háp giao sông Vàm Giáo Hổ, xuồng gặp nước chảy xiết nên bị lật, hai cán bộ công an rơi xuống sông. Trung úy Đỗ Hoàng Quyết được người dân cứu, còn thiếu tá Nguyễn Chí Nguyện mất tích. Ngày 27 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, ông Phan Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện này đã ký quyết định năm 27 trên quy đề UBND về việc kỷ luật hiệu trưởng Nguyễn Hoài Phương và bà Dương Thị Thanh Tâm, phó hiệu trưởng trường tiểu học Quảng Thạch, bằng hình thức cảnh cáo vì trù dập cấp dưới. Ủy ban kiểm tra huyện ủy Quảng Trạch chỉ rõ, ông Phương và bà Tâm cùng chỉ đạo công đoàn và ban thanh tra nhân dân lập biên bản đối với một đảng viên không đúng quy trình, không kiểm tra, xem xét xử lý khi phát hiện đảng viên, viên chức vi phạm quy định của đảng, nhà nước và ngành giáo dục. Ông Phương, bà Tâm để công đoàn trường tổ chức hội nghị cùng với hội đồng sư phạm ký vào tờ trình đề nghị chuyển công tác đối với nhân viên thư viện thiết bị không đúng với thẩm quyền trình tự theo quy định. Trong thực hiện nhiệm vụ được giao, ông Phương, bà Tâm đã thực hiện không đúng nguyên tắc trình tự thủ tục việc bổ nhiệm viên chức kế toán làm tổ trưởng tổ hành chính văn phòng, có phát ngôn chưa đúng chuẩn mực. Chiều ngày 27 tháng 4, ông Nguyễn Việt Triều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc rượu, khiến một người tử vong và 5 người phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, ngày 26 tháng 4, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau tiếp nhận 3 bệnh nhân, 50, 55 và 70 tuổi, cùng ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, nghi ngộ độc rượu. Khi nhập viện, sức khỏe của 3 người này đều nguy kịch, phải lọc máu liên tục. Đến sáng ngày 27 tháng 4, 3 người đã qua cơn nguy kịch. Cùng vụ việc, 2 người nhẹ hơn đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa huyện Trần Văn Thời và ông M, 58 tuổi, đã tử vong. Gia đình các bệnh nhân trên cho biết có đi viếng đám tang nhà người quen, sau khi ăn và uống rượu, tất cả đều đau đầu và mệt. Ngày 27 tháng 4, Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị đã tiếp nhận và điều trị cho 8 em học sinh tiểu học nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn kẹo mua trước cổng trường. Theo thông tin ban đầu, một số học sinh thuộc lớp 42 của trường tiểu học Tân Thành B, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, mua một gói kẹo ở ngoài cổng trường, sau đó đưa vào cho 18 bạn cùng ăn. Sau khi ăn được khoảng 1 tiếng đồng hồ, có 8 em xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, đau đầu, nôn ói. Sau thời gian được chăm sóc tích cực, hiện sức khỏe của các em đã tạm ổn và đang tiếp tục được theo dõi. Ngày 27 tháng 4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã bắt được đối tượng trốn truy nã 15 năm tại tỉnh Đồng Tháp là Trần Trung Dũng, 43 tuổi, phường 5, thị xã Gò Công, Tiền Giang, vì có liên quan đến vụ án giết người. Theo đó, ngày 4 tháng 3 năm 2008, Trần Trung Dũng cùng 5 đối tượng khác sử dụng hung khí gây ra vụ án giết người trên địa bàn phường 5, thị xã Gò Công. Dũng là đối tượng có hành vi cung cấp hung khí và xúi dục giết người nên tiến hành khởi tố bị can vào ngày 17 tháng 9 năm 2008. Tuy nhiên, Trần Trung Dũng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định truy nã vào ngày 30 tháng 9 năm 2008. Đầu tháng 4 năm 2023, trinh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện một người có tên Trần Đăng Khoa đang cư trú tại xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp rất giống với đối tượng Trần Trung Dũng. Sau khi sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Trần Đăng Khoa chính là Trần Trung Dũng nên tiến hành bắt giữ đối tượng tại ấp Bình Dân, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào sáng ngày 26 tháng 4. Ngày 27 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tạm giữ hình sự 4 thanh tra giao thông và giám đốc của 5 doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để điều tra về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ. Thông tin ban đầu, nhiều năm qua, 4 thanh tra giao thông gồm T, sinh năm 1981, trú tại huyện Long Điền, D, trú tại huyện Châu Đức, DT, sinh năm 1975, trú tại thành phố Bà Rịa, L, sinh năm 1979, trú tại huyện Long Điền, đã nhận tiền của 5 doanh nghiệp vận tải để bỏ qua các lỗi vi phạm cho các xe ben, xe tải vi phạm.
các doanh nghiệp chuyển tiền qua tài khoản hoặc gặp đưa trực tiếp cho các thanh tra giao thông từ 1 đến 2 triệu đồng một xe một tháng. Số tiền mà các thanh tra viên nhận hối lộ lên đến nhiều tỷ đồng bởi các doanh nghiệp vận tải có rất nhiều xe. Trưa ngày 27 tháng 4, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết sáng nay xe ô tô 7 chỗ do ông U, 56 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận chở theo vợ, con dâu và cháu gái lưu thông trên quốc lộ 20 hướng từ huyện Định Quán đi huyện Tân Phú. Khi đến km 35 thuộc ấp 1 xã La Ngà, khu vực đầu cầu La Ngà thì xảy ra va chạm với xe tải và xe máy cùng di chuyển hướng huyện Định Quán đi huyện Thống Nhất. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe ô tô 7 chỗ hư hỏng, kính chắn gió bể nát. Ông U tử vong, 5 người còn lại bị thương phải đi cấp cứu. Ngày 27 tháng 4, Tòa án Nhân dân quận 8, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đưa ra xét xử bị can Trần Hữu Tính, sinh năm 1987, tức diễn viên hài Hữu Tính, về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bị can Nguyễn Hoàng Phi, sinh năm 1990, làm nghề chỉnh nhạc DJ, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vào ngày 28 tháng 4. Theo cáo trạng, sáng ngày 11 tháng 6, công an ập vào kiểm tra căn hộ tại một chung cư ở quận 8, phát hiện Hữu Tính, Hoàng Phi, Trần Thanh Tâm, sinh năm 1988, ngụ tỉnh Long An, T, sinh năm 1987, ngụ quận 11, Dương Thái Ngọc Huyền, sinh năm 2004, và A, sinh năm 1991, cùng ngụ quận Phú Nhuận, có dấu hiệu sử dụng ma túy. Qua xét nghiệm, Hữu Tính, Tâm, Huyền dương tính chất ma túy và những người còn lại âm tính. Hữu Tính và A có quan hệ như vợ chồng, thuê căn hộ trên để sống. Hữu Tính cho Hoàng Phi ở chung và chia tiền thuê.